Trở lại với chương trình tin tức thưa quý vị, sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam. Các giới chức nội chính của Việt Nam biện hộ cho việc dơ cao đánh khẽ những quan tham. Ông Nguyễn Văn Yên là Phó trưởng Ban nội chính Trung ương, vừa được báo dân trí vào ngày hôm nay dẫn lời biện hộ cho việc Đảng Cộng sản dơ cao đánh khẽ các quan chức tham nhũng. Nghiêm minh không có nghĩa là xử quá nặng, mà bảo đảm xử phạt đúng bản chất của vi phạm, xử phạt công khai, không úp mở, không giấu giếm, không có án bỏ túi, theo lời của ông Yên được dẫn lời ở tại cuộc họp. Ông này cho biết đến nay đã có 1.557 các bị cáo là những quan chức bị xét xử ở trong 152 vụ án tham nhũng. Trong số này chỉ có 0.7% bị cáo bị kết án tử hình, còn phần lớn 89.3% quan chức được tuyên án từ 12 tháng đến 20 năm tù. Những trường hợp còn lại được áp dụng hình phạt như là cải tạo không giam giữ hoặc là bị phạt tiền. Thậm chí có 3 trường hợp còn được miễn trách nhiệm hình sự ngay ở phiên tòa. Theo công luận, một số tham quan hầu tòa trong thời gian vừa qua rõ ràng là được đảng ưu ái, cho hưởng mức án nhẹ hơn so với khung hình phạt khi bị truy tố, nhất là khi những trường hợp chịu nộp tiền để khắc phục hậu quả. Một trong số này là Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Việt Nam, chỉ bị kết án có 3 năm tù, mặc dù đã nhận hối lộ lên đến là 200.000 Mỹ Kim trong vụ án của Việt Á. Lượng kiều hối trong năm 2023 gần bằng một nửa tổng số thu ngân sách của cả thành phố Sài Gòn. Vào sáng hôm nay 2 tháng 2, trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2024 tại Sài Gòn, một phái đoàn Việt Kiều đã đến thăm trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn và gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của thành phố. Tại sự kiện này, ông Võ Văn Hoang là Phó Chủ tịch thành phố Sài Gòn ghi nhận cũng như đánh giá cao sự đóng góp của Việt Kiều cho sự phát triển của thành phố này trong lúc nền kinh tế của thế giới vẫn còn nhiều khó khăn. Trong năm 2023, Lượng kiều hối tại Sài Gòn đã lên tới gần 9 tỷ 500 triệu Mỹ kim, tương đương gần 50% tổng số thu ngân sách của cả thành phố Sài Gòn. Ông Võ Văn Hoang cho rằng điều này thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ của Việt kiều với người dân trong nước cũng như sự đồng hành kết nối với thành phố Sài Gòn trong nhiều dự án và các công trình lớn. Cũng tại buổi gặp gỡ này, bà Lê Thị Thu Hằng là thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng là chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh rằng, cộng đồng Kiều Bào hiện nay có gần 6 triệu người đang sinh sống, học tập và làm việc tại 130 quốc gia cùng với các vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Trong năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thế nhưng Kiều Bào vẫn cố gắng thích ứng, ổn định cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam mới đây đã dẫn quyết định do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái Ký về việc cấp gần 432 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho ba tỉnh đó là Hà Giang, Bắc Cạn và Con Tum nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trước đó vào ngày 4 tháng 1, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã ký quyết định cấp cho tỉnh Sóc Trăng 3.545 tấn gạo để cứu đói cho người dân ở tỉnh thuộc về đồng bằng sông Cửu Long này trong dịp Tết Giáp Thìn. Theo Đài Á Châu Tự Do, tính cho đến ngày 18 tháng 1, có 17 địa phương đề nghị chính phủ trung ương hỗ trợ gần 15.500 tấn gạo trong số này có gần 13.000 tấn hỗ trợ cho 17 tỉnh nhân dịp Tết âm lịch sắp thìn và hơn 2.600 tấn cho 5 tỉnh vào mùa giáp hạt của năm 2024. Trước đó vào ngày 16 tháng 1, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo là có 15 tỉnh trên cả nước đã làm văn bản yêu cầu Chính phủ Trung ương cấp gạo để cứu đói cho người dân ở trong tỉnh vào dịp Tết âm lịch sắp đến và khi giáp hạt. Danh sách cụ thể của các tỉnh gồm có Sóc Trăng, Cà Mau, Cao Bằng, Bình Định, Gia Lai, Quảng Bình, Nghệ An, Bạc Liêu. Đắk Nông, Ninh Thuận, Đắk Lắc, Hà Giang, Con Tum, Bắc Cạn, Bình Phước. Hai tỉnh mới nhất đề nghị gạo cứu đói vẫn chưa được truyền thông nhà nước nêu tên. Sắp đến Tết, giá vàng SJC tăng lên tới mức cao ngất ngưỡng. Giá vàng tại Việt Nam vào sáng hôm nay 2 tháng 2 tiếp tục lập mốc cao mới khi tiến đến 3.200 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Giá vàng SJC được công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn tức là SJC niêm yết mua vào với giá là 3.100 Mỹ Kim cho một lượng, bán ra là 3.200 Mỹ Kim cho một lượng. Giá vàng miếng đã tăng từ đầu tuần cho tới nay thêm gần 82 Mỹ Kim cho một lượng. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24 kara các loại cũng nhẹ vọt lên tới mức cao mới. Tính từ đầu tuần cho tới nay, giá vàng SJC tăng thêm gần 82 Mỹ Kim cho một lượng vàng, trong khi vàng nhẫn tăng thêm khoảng 20 Mỹ Kim. Giá vàng trong nước nhảy vọt theo đà tăng mạnh của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng vào ngày hôm nay được giao dịch ở mức là 2.053 Mỹ Kim cho một ounce, tức là tăng khoảng 10 Mỹ Kim mỗi ounce so với phiên trước đây. Vào tối hôm qua, có thời điểm giá vàng của thế giới vượt quá mốc là 2.060 Mỹ Kim cho một ounce, khi nhu cầu đầu tư loại tài sản an toàn này tăng cao. Mặc dù vậy, một số công ty vàng bạc cho biết như sau, giá vàng trong nước tăng nhanh hơn của giá vàng thế giới trong những ngày vừa qua, khi mà nhu cầu mua vàng đi lên trong dịp sát Tết. Thông thường hàng năm, giá vàng sẽ tăng cao vào dịp trước Tết và sát ngày vía thần tài, tức là mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Trưa ngày hôm nay mùng 2 tháng 2 theo giờ địa phương ở Việt Nam, Tòa án Nhân dân của Sài Gòn đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, tức là người mẫu Ngọc Trinh, một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây dối trật tự công cộng. Đồng thời, tòa tuyên trả tự do cho bị cáo ngay ở tại phiên tòa nếu bị cáo không phạm tội nào khác. Ngọc Trinh bị tạm giam từ ngày 19 tháng 10 năm 2023 cho đến nay. Cùng vụ án, một bị cáo tên là Trần Xuân Đông, 36 tuổi, bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù cho hai tội danh đó là gây dối trật tự công cộng và tội danh sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Hội đồng xét xử nhận định Hành vi gây dối trật tự công cộng của Ngọc Trinh và Đông là nguy hiểm cho xã hội, đe dọa đến an toàn tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự ở tại địa phương. Hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức của Đông còn xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước, đến sự hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức. Nhưng các bị cáo đều có thân nhân tốt, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự. Tại cơ quan điều tra ở tòa, các bị cáo đều khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, Bị cáo Ngọc Trinh tham gia vào công tác thiện nguyện, có nhiều giấy khen và thư khen. Còn bị cáo Đông có người thân thích ở trong gia đình, là những người có công với cách mạng, có người là liệt sĩ vân vân. Vì vậy, hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo. Trước đó, trong phần lời nói sau cùng, bị cáo Ngọc Trinh nói rằng, trong sự việc lần này, bị cáo không cố ý, không cố tình biết luật mà phạm luật. Vâng, tiếp theo phần tin Việt Nam, Do Hà Nội có nhiều sương mù cho nên phi trường nội bài không thể hoạt động đối với một số chuyến bay. Theo tờ báo Tuổi Trẻ Trong Nước, Giám đốc phi trường quốc tế nội bài cho biết rằng đến 8 giờ sáng hôm nay 2 tháng 2, phi trường nội bài vẫn chưa thể hoạt động được đối với một số chuyến bay. Nguyên nhân là kể từ rạng sáng, do sương mù dày đặc và mây thấp, cho nên tầm nhìn hạn chế, không bảo đảm điều kiện cho máy bay cất cánh và hạ cánh. Do vậy, có tới 12 chuyến bay nội địa đến phi trường nội bài phải chuyển hướng tới phi trường Cát Bi ở Hải Phòng hoặc là phi trường Đà Nẵng. Một chuyến bay quốc tế đến phi trường nội bài cũng phải quay đầu. Nhiều chuyến bay tới phi trường nội bài phải lùi giờ khởi hành tại phi trường xuất phát. Ở chiều ngược lại thì sương mù cũng đã khiến cho hàng chục chuyến bay khởi hành từ phi trường nội bài không thể cất cánh được. Các hãng hàng không đang chờ thời tiết tốt lên để các chuyến bay có thể hoạt động. Tổng cộng trong buổi sáng hôm nay có tới 55 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi sương mù tại phi trường Nội Bài. Giám đốc phi trường quốc tế Nội Bài cho hay, theo các thông tin từ cơ quan khí tượng hàng không thì dự kiến các chuyến bay tại Hà Nội có thể hoạt động được khi mà sương mù tan dần. Trao đổi với tờ báo Tuổi trẻ trong nước, Ông Nguyễn Văn Hưởng là trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, do tác động của gió đông nam ẩm kết hợp với không khí lạnh suy yếu, cho nên sáng hôm nay đã xảy ra hiện tượng sương mù dày đặc ở Hà Nội và các tỉnh thuộc vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng dự báo hiện tượng sương mù vào đêm và sáng sớm có khả năng kéo dài đến giữa tuần tới. Có thêm hai vụ án và trong diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương Chiều ngày hôm qua, Phó ban nội chính Trung ương là Đặng Văn Dũng cho biết, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đưa ra hai vụ án vào trong diện theo dõi và chỉ đạo, gồm có vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Buôn lậu xảy ra ở tại công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan. Vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các địa phương với vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bộ công thương và các tỉnh thành phố cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã bắt ông hoàng quốc vượng là cựu thứ trưởng công thương để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ Hồi tháng 11 năm 2023, ông Nguyễn Danh Sơn, giám đốc công ty mua bán điện cùng với ông Trần Quốc Hùng, là phó trưởng phòng cấp phép và quan hệ công chúng thuộc về cơ quan điều tiết điện lực thuộc về Bộ Công Thương và Trịnh Văn Đoàn là chuyên viên cũng như ba người khác đã bị khởi tố. Nhiều công ty nhỏ của Việt Nam bán hàng trên trang mạng Amazon đang tiếp tục gia tăng số lượng buôn bán. Với số lượng hàng hóa bán ra trên trang mạng Amazon liên tục tăng lên qua các năm, các công ty nhỏ của Việt Nam đang gia tăng việc xuất cản và mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng. Theo bản báo cáo hoạt động năm 2023 có tên, trao quyền cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam của Amazon Global Selling Việt Nam công bố vào ngày hôm nay 2 tháng 2 cho thấy, trong vòng 12 tháng qua, tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023, các công ty nhỏ của Việt Nam bán hàng trên trang mạng Amazon đã bán được hơn 17 triệu sản phẩm, và trị giá xuất cảng tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Hàng ngàn công ty nhỏ của Việt Nam đang bán hàng và xuất cảng hàng hóa thông qua trang mạng Amazon. Trong vòng 12 tháng, thì số lượng các công ty nhỏ bán hàng của Việt Nam trên Amazon đã tăng hơn 40%. Các công ty của Việt Nam ghi nhận 70% mức độ tăng trưởng về số lượng sản phẩm xuất cảng qua Amazon top 5 danh mục sản phẩm từ các công ty của Việt Nam bán chạy nhất trên Amazon bao gồm nhà cửa, nhà bếp, sức khỏe và chăm sóc cá nhân, may mặc, làm đẹp. Theo Amazon, thì danh mục này phản ánh kinh nghiệm sản xuất lâu năm cũng như các mũi nhọn xuất cản của Việt Nam như là hàng nội thất, trang trí nhà cửa và hàng dịch may. Đặc biệt, với sự thăng hạng và mới nổi của các ngành hàng đang trên đà tăng tốc trong các năm gần đây, như là các mặt hàng liên quan tới sức khỏe và chăm sóc cá nhân, cũng như ngành làm đẹp, thì bức tranh xuất cản trên Internet của Việt Nam ngày càng mở rộng hơn. Hiện nay, những con cá chép giả và ăn được đang thu hút khách hàng trong ngày cúng ông Công Ông Táo. Các loại cá chép được làm bằng rau câu, đang đắt khách trong dịp cúng ông công ông táo vào năm nay với giá bán rẻ hơn năm ngoái từ 10 đến 30%. Một người ở quận Tân Bình cho biết với truyền thống cúng ông công ông táo năm nay chị chọn mua cá chép bằng rau câu thay vì là cá sống như mọi năm bởi vì loại cá giả này vừa tiết kiệm tiền lại có thể ăn được sau khi cúng. Là một cơ sở kinh doanh cá chép rau câu lâu năm, một người phụ nữ ở Sài Gòn khác cho biết mới đăng bán một ngày thì đã có đến 200 khách đặt mua cá. Để thu hút khách, năm nay chị chọn các dòng sản phẩm có kích cỡ vừa phải. Mỗi một bộ cá chép kèm theo thỏi vàng chỉ có 50.000 đồng, nếu mua hai bộ thì còn 90.000 đồng. Trong khi thị trường cá xếp giả, cá chép giả thì sôi động, thì thị trường cá chép sống năm nay lại ế ẩm. Bên cạnh đó, các loại thực phẩm như là trứng, thịt, rau xanh cũng giảm giá so với cùng kỳ, nhưng sức mua lại lại giảm từ 30 cho đến 40%.